Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái chỗ cánh đồng nhà mình mọi người ấy. Thì mình đã chuẩn bị, nói chung là ăn mặc như các thứ và có cả túi này nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip xuống dưới chỗ siêu thị ở dưới chỗ thành phố chỗ mình mọi người nhé. Xuống đấy để trải nghiệm cũng như là mua một ít đồ về để quay video, cũng như là xuống đấy gọi là ngắm gái xinh mọi người đấy. Thì ngày hôm nay mình xuống đấy với cả bạn mình nữa mọi người. Mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ mình mọi người nhé. Bây giờ thì không dài dòng nữa, mình sẽ lên đường xuống thành phố cũng như là đi chơi trải nghiệm các thứ để hôm nay sẽ quay một cái clip cố gắng là hay cho mọi người xem. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi luôn thôi mọi người nhé. Bây giờ cũng là gần đến rằm Trung Thu mọi người, nên ở đây họ bày bán rất là nhiều bánh Trung Thu luôn. Đây là cũng là đây là bánh dẻo mọi người, đây bánh dẻo, còn đây là cũng đây là bánh nướng đấy. Thì nữa chắc là mình cũng mua vài cái mọi người, rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ sang những cái quầy ở bên cạnh trên này để xem hôm nay mọi người nhìn thấy mình chết đâu. Chắc là mình sẽ chọn mua lấy mấy cái bánh Trung Thu đậu xanh mọi người nhé. Xem bao tiền một cái nào? 46.000 một cái, 46.800 một cái. Ok. Mãi mà vẫn chưa đủ quần áo giờ mới mua thêm. Lấy kem không? Rất là lâu hôm nay mình mới được đi chơi như này, cảm giác rất là vui luôn. Không biết là lúc này có quay được với bạn gái kia không. Ra đến cửa rồi mọi người, nhưng mà trời mưa rất là to luôn nên chắc là vẫn chưa về ngay được đây mọi người. Trời mưa rất là to luôn, mình đang trên đường về rồi mọi người, nhưng mà trời mưa to quá nên là không đi nhanh được. Thì mọi người ơi, mình cũng vừa mới về đến nhà được một lúc rồi mọi người. Mình đợi mưa mãi mình mới về được. Bây giờ thì trời cũng tạnh rồi mọi người, nhưng mà mình gọi thay quần áo xong thì ra đây ngồi. Về muộn ấy nên là mình cũng gọi mua. Đây là bánh xèo này, đây là bánh tráng trộn mọi người nhá. Về để gọi là ăn nhẹ thôi mọi người. Thì trước khi thưởng thức hai cái món này thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube, thì tên kênh là Bảo Vlog mọi người nhá. Thì đây cũng là kênh của một người bạn của mình, thì mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ bạn mình mọi người nhé. Và link kênh bạn mình thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả cũng như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món này thôi mọi người ạ. Nhìn cũng khá là hấp dẫn luôn. Mỗi anh em một cái đỡ phải tranh nhau. Nhìn hấp dẫn mọi người, tầm này cũng đói lắm rồi. Chưa mình không ăn cơm. Để dành bụng để ăn cái này. Tầm này thì vẫn sớm lắm mọi người, mới đầu giờ chiều thôi, tại vì là sáng nay mình đi thì
mua thì cũng xong sớm đấy, nhưng mà kiểu như là mưa mình không về được mọi người, nên là cứ đợi đấy. Cuốn cái này to lắm. Đấy, lấy tay thôi em ạ. Tập đây cho em. Ăn cả rau nữa, mày không đi ăn rau à? Em sẽ ăn rau riêng. Ăn rau riêng, vãi, ăn rau riêng mới sợ nhá. Không thì ăn rau. Ui, mọi người, một miếng này còn đã luôn. Nhưng ăn miếng này đáng nghĩa phải có kéo nhỉ, cắt ra không to quá. Hôm nay được buổi đi xuống Bixi mua ít đồ mới gọi là ngắm gái mọi người. Về thế là ướt hết luôn. Mình cho thêm mấy cái này nữa. Hợp 2 cái giấy nó mới chắc, toàn bị rách thôi. Ánh thì sáng đi học mọi người, nên là mình không xuống Bixi cùng mình được. Bạn mình thì kiểu như đi về mưa ướt hết, nên là về tắm không lên nữa. Bạn mình sáng nay đi cùng với bạn các bạn. Đây mọi người, nhìn rất là tuyệt vời luôn mọi người. Bánh của mình nhìn sao nó giòn quá trời, em cầm này nhìn em cuốn lấy hai lá vào, cuốn lấy hai lá ấy, nhưng mà nó giòn nó... Thế thì đấy, ăn sâu mọi người, mình mời mọi người nhá. Bực hết nhở, không cần cầm được ăn thôi. Mình mời mọi người nhá, cầm nước đi. Nó ngon ngon kiểu gì nhỉ? Ngon, ngon kiểu xuất sắc. Ngon kiểu xuất sắc đúng không? Mọi người ạ, lúc mình ra mình mua là phải đợi. Cũng phải mua đợi khoảng tầm nửa tiếng. Đợi lúc anh ra mua ấy, là có mấy người đợi đấy rồi. Anh mua này đâu? Anh mua này đâu? Anh mua ngoài phố. Chấm đậm đà và nó ngon. Công nhận là ngon thật mọi người. Đang đói mà ăn này rồi. Ăn rau sống ngon hơn. Ăn rau sống. Anh thích ăn với tất cả các loại rau luôn. Nó là ngon hơn. Hôm nay mình đi Bixi ấy, xuống đấy hôm nay là ngày thứ, nhưng mà hôm nay công nhận xuống đấy vui thật mọi người. Nó rất là nhiều đồ luôn, mà gần tới Trung Thu rồi ấy. Xuống đấy đẹp lắm. Trung Thu hôm nào nhỉ? Tuần sau. Cuốn hai cá rất dai lắm. Nhưng mà công nhận ăn cái này ngon thật. Đến cái thứ này anh chắc chọn. À, đưa anh cái nước này. Nặng quá không bao nổi. Thế khoe mọi người, hôm nay mình xuống Bixi mua chai nước này nó rơi vào tầm mấy lít nhỉ? 5 lít rồi. Chai này 3 lít. 3 lít mốt mọi người. Bây giờ mình sẽ mở ra gọi lắc, là lắc lên. Tôi điên là lắc lên bây giờ nó phụt đi. Quấy. Mày quá nó không phụt ra. Biết thế hôm nay em lắc mấy phát. Thế thì chết anh. Dơ cao lên, dơ cao để rót cho mọi người nhìn xem cho nó đã mọi người. Chai nước rất là to luôn. Ôi, 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 trời. Bồi, bồi. Đưa cao đưa lên như thế mọi người chưa nhìn thấy. Đấy. Lắm chuyện. Chả anh thì chả thế lắm chuyện gì nữa. Ôi. Cốc mày đầy hơn đó. Khôn. Khôn. Khôn chọn cái cốc đầy hơn. Chắc là anh cứ ngồi uống ôm này không. Khỏi ăn, không cần ăn. Đi nữa loanh quanh này, anh cứ thủ mất cái chai này mọi người. Mình mời mọi người uống nước nhá. Mọi người nhá. Công nhận cái chai Coca này uống ngon hơn chai bé nhỉ? Đúng không? Tất nhiên to phải ngon hơn. Vẫn thế. Kiểu gì ánh là nó thích to rồi. Mọi người giờ mình sẽ ăn bánh tráng mọi người nhá. Ừ đúng rồi. Thế mình thưởng thức bánh tráng đi. Ai xa. Này bánh tráng phải ăn nhiều rau thơm em ạ. Ăn nó ngon. Mình mời mọi người nhá.
cũng dai dai. Quá đỉnh luôn mọi người ạ. Không phải là giờ mình đói mà ăn nó ngon đâu, mà thực tế thì cái này nó ngon sẵn rồi. Nó ngon sẵn rồi. Giờ đói ăn nó ngon hơn. Ừ. Anh Sơn cứ bị đúng ý em. Cứ bị ngon. Cứ bị ngon. Hôm nay anh xuống BC nhiều gái xinh lắm anh ạ. Hai ơi. Ừ? Có trai đẹp không? Có, nhiều lắm. Thế em phải mai mối cho em rồi. Ừ. Gái xinh không quan tâm. Quá. Hôm nào anh đi phải rủ em nữa. Toàn đi lạnh thôi. Đi lạnh thì sáng mày phải đi học, anh có rủ mày chả đi được. Chẳng nhẽ mày rủ mày đi chứ. Chẳng nhẽ sáng mưa. Hả? Sáng mưa to lắm. Mưa to mà anh đợi mãi không về được. Mệt mỏi. Kiểu như là mưa mọi người đứng ở chỗ nhà để xe ấy. Xét đánh như các kiểu luôn. Mình thì đã ra chết sẵn. Sợ sợ. Mày vẫn còn về đến nhà. May mà có mấy em ở dưới đấy nên là mình cũng tự tin hơn. Chết cha, có con tôm ngon thì rơi xuống đất lại nhặt lên mọi người. Đoạn, rất là đoạn. Chân đắp vào. Ngon nhỉ. Cái món này là học sinh là hay mua ăn lắm này mọi người. Nào đi học về cũng phải ngồi ngồi chặt quán ăn. Bây giờ thì không được ngồi quán nhưng mà kiểu như là mua mang về mọi người. Sắp được mở rồi. Yêu. Kiểu cái gì ngon tại Đức ngon như Đức chấm ấy. Chấm nó mới ngon. Ăn không. Công nhận nước chấm này nó ngon mà. Rơi mất con tôm vào trong bát này rồi. Con tôm biết bơi cả. Mày gắp nhanh không nó lặn xuống đáy mất thì tí nữa. Em mà cái này mình ăn cảm giác là hai cái đã thấy hơi lo lo à. Anh bảo với mình là kiểu như là xuống đây quay một thời gian mà lên mấy cân. Hôm nào cũng được ăn thế nên trở lên cân. Không biết mày nói thật hay nói điêu anh nữa. Thật mà. Không ngờ được ăn. Chỉ ăn mới ngủ mới đi học thôi. Ăn những cái đồ này xong thì uống kiểu uống chai nước này, uống cái nước Coca này cảm giác nó đã mọi người. Vô cái. Ui đã uống hết rồi còn lâu, không còn rồi. Hết rồi. Rồi. Ôi. Hôm nay ăn cũng đã nhỉ. Yeah. Nói chung là kiểu như là mình đi siêu thị mọi người. Bây giờ ở dưới đáng lẽ là mình đi siêu thị như là không lúc mà không dịch ấy thì là mình sẽ review những cái đồ ăn ở dưới đấy. Thế nhưng mà do là dịch ấy mọi người. Nên là họ không bán đồ ăn ngồi đấy đâu. Chắc là mình cũng xin dừng clip ở đây thôi mọi người nhá. Mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh mọi người nhá. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.